cho hình trong SABCD của đấy là tao đều cỡ tam giác SAB vuông góc với mặt phẳng đấy à, vuông góc này ok thầy vẽ hình luôn nhá nào ừ. nó mình quan sát nhá thầy vẽ hình này ok <laughs> nào vẽ hình này các em quan sát này uh, S này ABC nó đều Vô à, góc đáy ABC SAB vuông góc với đáy ABC là tam giác đều đúng không SAB vuông góc đầy S đây A à, đây B C ở đây các em có mấy tam giác đều có hai tam giác đều giống hệt nhau các em tưởng tượng giống như kiểu một cái cuốn sách nhật ký hình tam giác đều nó gặp lại với nhau như này hai tam giác đều này hai tam giác đều SAB tam giác đều vậy ABC đều và đặc biệt là hai cái mặt phẳng này vuông góc với nhau quá tuyệt vời vậy thì hình chiếu vuông của S xuống mặt phẳng này là điểm nào các em đều biết là như vậy thì hình chiếu bóng của S xuống mặt phẳng này sẽ là điểm này. Sẽ là trung điểm của AB, đúng không? Đó, đây chính là H là trung điểm của AB thì đây chính là hình chiếu bóng của điểm S xuống mặt phẳng này nhá. Người ta cho các em thông tin là khoảng cách từ A đến mặt phẳng, tức là người ta không cho cạnh, nhưng người ta cho cái thông tin là khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC bằng 2 căn 15 trên 5. Điều đó sẽ giúp các em tìm được cạnh. Các em chưa biết độ dài cạnh là bằng, bằng, bao nhiêu, nhưng các em biết được khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC bằng 2 căn 15 trên 5. Các em cứ giả sử đặt AB là độ dài cạnh của các tam giác đều đó thì bằng bằng x đi và bây giờ mình sẽ xử lý x các em biết được khoảng cách từ điểm A và FBC các em phải tính thông qua khoảng cách từ H nhá. ta có khoảng cách từ A nó phải FBC các em tính thông qua khoảng từ H thì các em thấy bằng nó bằng hai lần khoảng cách từ H mà phải FBC đúng không và đây tiếp tục là mô hình khoảng cách từ chân đường vuông góc đến mặt bên nó mình nhìn ra không nhỉ đó Được chưa? Và với cái mô hình khóa chân vuông đến mặt bên thì cái em làm quá là quen thuộc rồi. Thì nó sẽ bằng hai lần khỏi cái từ H đến đến SK như hình vẽ thì vẽ. Được chưa? Và khoảng cách từ H đến SK bằng gì? Bằng hai lần. Từ đây ta suy ra được là hai lần khỏi từ H đến SK bằng mấy? Nó bằng bao nhiêu? 2 căn 15/5. Đó, ta suy ra khoảng cách từ điểm H cho đến độ dài SK Nó bằng căn 15 phần 5 Mà ta biết tam giác SHK vuông tại ấy. Vuông tại đâu các em Vuông tại H Ta suy âm 1 trên D bình phương Nó bằng 1 trên gì Bằng 1 trên SH bình phương Cộng 1 trên HK bình phương Đúng không? Rồi, SH bằng gì cả lớp? SH chưa biết, nhưng ta ra SAB đều cạnh bằng x. Thì các em sẽ có được SH của chúng ta sẽ bằng căn 3 trên 2 nhân x. HK chưa biết, nhưng các em biết là HK của chúng ta ấy. Thì bằng một nửa của AM đấy nhá. Tại sao bằng một nửa? Đường trung bình. Cái tam giác ABM là tam giác cũng là tam giác vuông. AM song song với cả HK mà, cùng góc BC mà h là trung điểm của AB nên hk là đường trung bình của tam giác ABM. Do đó thì hk bằng một nửa AB. AM thì cũng thế, nó là đường cao của tam giác đều ABC. 1/4 nó căn 3 trên 4 x. Được chưa? Ok thì em thế vào. Thì ta suy ra được là như thế nào? 1 trên 15/25. Nó sẽ là 1 chia cho 3/4 x bình phương cộng 1 trên 3/16 x bình phương. Xong rồi. Đó. Ok thì tới đây thì các bạn sẽ giải quyết nốt bước còn lại Bước cuối cùng thì em giải quyết nốt thôi Đó Đang. Ok thì thầy viết luôn nhá Tương đương x bình phương bằng 4 Vậy tương đương x bằng 2 Quá đẹp Vậy thì V khối chóp S, SABC bằng gì? Vậy mình sẽ có thể thích khối chóp SABC. Nó là 1/3 nhân với cả SH nhân diện tích tam giác ABC. Nó là 1/3. SH bằng mấy? SH thì bằng căn uh, 3 trên 2x bằng căn 3. Diện tích ABC nó bằng căn 3 trên 4 nhân x bình phương. Ồ bằng 1 luôn này. Đề bài cho đẹp quá. D nhá.